bốn cách ngủ ngon mà không có điều hòa. Môi trường mát mẻ giúp con người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong khi thời tiết nóng bức dễ khiến mất ngủ vì cảm giác khó chịu. Theo nghiên cứu, những đêm thời tiết trên 30 độ C, con người sẽ ngủ ít hơn khoảng 14 phút. Không phải gia đình nào cũng có điều hòa nhiệt độ, bởi vậy để ngủ ngon hơn trong những đêm nóng bức, có thể tham khảo những cách dưới đây, cùng xem qua nhé. Số 1. Giữ phòng ngủ mát mẻ nhất có thể. Giấc ngủ và nhiệt độ cơ thể có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cơ thể con người sẽ hạ nhiệt thông qua cách tản nhiệt qua đầu, cánh tay, bàn tay, chân và bàn chân. Nếu phòng ngủ nóng đến mức không có sự khác biệt lớn giữa da và nhiệt độ phòng, thì việc giảm nhiệt độ nhanh sẽ khó hơn. Bởi vậy, vào những ngày nóng bức nên giữ phòng ngủ mát mẻ nhất có thể. Mọi người nên đóng rèm và màn che vào ban ngày để tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, và mở cửa sổ vào ban đêm để tăng lượng không khí, thông gió. Vì lý do nào đó bạn không muốn hoặc không thể mở cửa sổ, nên mở cửa chính phòng ngủ để tạo sự thoáng gió từ các phòng khác trong nhà. Đồng thời sử dụng quạt điện quạt nước để cảm thấy mát mẻ hơn. Số 2, không tắm nước quá lạnh. Mặc dù có vẻ có lý khi hạ nhiệt bằng nước lạnh, nhưng thực tế điều đó phản tác dụng do các da và hệ tuần hoàn phản ứng với nhiệt. Theo đó, khi tắm nước lạnh, nhiệt độ của da sẽ giảm và con người cảm thấy mát hơn. Nhưng kết quả là lượng máu đến da cũng giảm và cơ thể con người sẽ không giải phóng được nhiều nhiệt. Lúc đó bạn có thể cảm thấy mát hơn tạm thời, nhưng vì không thể tỏa nhiều nhiệt qua da nên tất cả nhiệt được giữ lại bên trong. Nên tắm nước ấm khoảng 33 độ C là tốt nhất để giúp giải nhiệt nhiều hơn theo thời gian. Số 3, sắp xếp lại vị trí nơi ngủ. Nếu đang ngủ chung giường với người bị nóng hoặc đổ mồ hôi khi ngủ, nên thử cách ngủ xa họ cũng có thể nghĩ đến việc nằm ngủ dưới sàn nhà, nơi thường mát mẻ hơn trên giường. Ngoài ra có thể chuyển đến một nơi mát mẻ hơn trong nhà để ngủ, ví dụ như tầng thấp nhất hoặc tầng hầm nếu có. Lý do là không khí nóng thường bốc lên cao và các tầng trên sẽ nóng hơn tầng dưới. Số 4. Tập thói quen ngủ tốt Vào ngày nóng nực khó có thể đạt được nhiệt độ lý tưởng để ngủ, nên làm những việc dễ đi vào giấc ngủ như tạo môi trường tối và yên tĩnh. Cũng không nên xem các thiết bị điện tử hay tập thể dục trước khi ngủ bởi khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên ngoài ra nên chuẩn bị một không gian ngủ thoáng mát với gối ráp trải giường mát mẻ và trang phục thoải mái đặt sẵn một ly nước mát trên đầu giường có thể giúp giảm nhiệt khi bạn thức dậy với thân nhiệt quá cao trên đây là những cách giúp bạn có thể ngủ ngon khi không có máy điều hòa hãy áp dụng cho nhà mình nhé chúc bạn vui vẻ